Ông Biden trấn an Tổng thống Zelensky, Mỹ tiếp tục đồng hành cùng Ukraine. Bệnh viện ở Ukraine đau đầu với binh sĩ mắc loại bệnh nhiễm trùng kháng thuốc. Ukraine ném bom chạm chỉ huy Nga ở Kherson. Israel bắt đầu bơm nước biển vào địa đạo của Hamas người thắng và kẻ thua trong cuộc xung đột Israel-Hamas ở Gaza. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của Báo Điện Tử VTC News. Vừa rồi là những nội dung đáng chú ý có trong chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ sẽ là phần nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Tổng thống Biden đã nói với ông Zelensky rằng đừng từ bỏ hy vọng trong cuộc chiến với Nga vì Mỹ sẽ không bỏ rời Ukraine. Những lời phát biểu này trái ngược hoàn toàn với thái độ của các nghị sĩ Mỹ khi phần lớn họ đều phản đối việc tiếp tục viện trợ cho Ukraine. Tổng thống Mỹ Joe Biden nói với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky tại phòng bầu dục ở Nhà Trắng ngày 12 tháng 12, Tôi không muốn các bạn từ bỏ hy vọng, chúng tôi sẽ luôn ở bên các bạn. Trong cuộc họp báo chung sau đó, ông Biden tiếp tục nhấn mạnh sẽ không rời bỏ Ukraine và người dân Mỹ cũng vậy. Chuyến thăm của nhà lãnh đạo Ukraine đến Washington diễn ra trong bối cảnh các nhà lập pháp Mỹ vẫn chưa đạt được đồng thuận về dự luật ngân sách bổ sung trị giá 106 tỷ đô la Mỹ, trong đó có 61,4 tỷ đô la Mỹ viện trợ cho Kiev. Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Biden đã kêu gọi Quốc hội phê chuẩn dự luật ngân sách viện trợ bổ sung, đồng thời khẳng định ông sẵn sàng nhượng bộ trong vấn đề an ninh biên giới để đổi lấy việc Đảng Cộng Hòa thông qua dự luật này việc viện trợ cho Ukraine bị trì hoãn phần lớn do tình hình trên chiến trường không mấy khả quan. Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Oleksiy Danilov cũng thừa nhận cuộc phản công của Ukraine không đạt kết quả như kỳ vọng. Vị này nói, đã có những hy vọng nhưng lại không thành sự thật. Thực tế chúng tôi đã bảo vệ quốc gia của mình trong hai năm qua và đó đã là một chiến thắng lớn lao. 6 tháng thực hiện chiến dịch phản công, Ukraine đã không giành được kết quả đột phá nào trên chiến trường cả ở miền Nam lẫn miền Đông. Ông Danilov cũng thừa nhận Ukraine đã lạc quan quá mức về cuộc phản công ấy, chia sẻ rằng con người đôi khi cũng mắc sai lầm và bạn không thể giành điểm A cả đời được. Việc có tiếp tục viện trợ Ukraine hay không đang là mấu chốt tranh cãi giữa các nghị sĩ Mỹ. Một số cho rằng Mỹ không thể tiếp tục viện trợ nếu Ukraine không thể chiến thắng. Trong khi đó, số khác nhấn mạnh bất kỳ nhượng bộ nào cũng dẫn tới một chiến thắng cho Nga, điều mà họ không muốn. Đến thời điểm hiện tại, phe Cộng hòa ở Hạ viện vẫn từ chối thông qua dự luật chi tiêu 106 tỷ đô la Mỹ, bao gồm hơn 60 tỷ đô la Mỹ viện trợ Ukraine. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Biden và Tổng thống Ukraine Zelensky sẽ không ảnh hưởng đến tình hình trên chiến trường hay tiến độ của Nga trong kế hoạch quân sự. Ông Peskov nói, hàng chục tỷ đô la Mỹ bơm vào Ukraine không giúp được gì. Hàng chục tỷ đô la Mỹ bổ sung cũng sẽ gặp phải thất bại tương tự. Thưa quý vị, tờ Telegraph của Anh đã viết, một trong những hậu quả của cuộc xung đột quân sự ở Ukraine là sự gia tăng đáng kể số ca nhiễm trùng kháng thuốc ở các bệnh viện và phòng khám. Tờ Telegraph cho biết các bệnh viện ở Ukraine đang phải vật lộn với sự gia tăng đáng báo động các ca bệnh nhiễm trùng kháng thuốc trong bối cảnh giao tranh đang diễn ra. Các chuyên gia từ Trung tâm Y tế Công cộng Ukraine UPSC đã thực hiện một cuộc khảo sát về sự hiện diện tình trạng nhiễm trùng ở ba bệnh viện cấp tỉnh trong suốt 2 tháng 11-12 năm 2022. Kết quả cho thấy sự gia tăng tình trạng kháng thuốc kháng sinh đã dẫn đến một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng cần phải hành động khẩn cấp để khắc phục. Cách đây vài tháng, khi thăm thành phố Kherson bên bờ sông Dnieper, Phó Thủ tướng Oleksandr Kubrakov cho biết hơn 80 khu dân cư đã bị nước tràn vào sau khi đập thủy điện Nova Kakhovka vỡ. Đổ lỗi cho Nga tấn công con đập, ông Kubrakov nói, họ làm điều đó để giải phóng lực lượng theo hướng này bằng cách gây ngập lụt một phần tiền tuyến. Nước khiến mìn đặt trước đó bị trôi và chúng có thể nổ. Ông Kubrakov nói thêm và cho biết nước lũ khiến bệnh truyền nhiễm và hóa chất độc hại càng lan rộng. Trong khi đó, Nga cho rằng Ukraine phá hoại con đập để lái chú ý khỏi chiến dịch phản công mà Moscow cho rằng đã thất bại. Còn về phía quân đội Nga, ông Ivan Fedorov, thị trưởng lưu vong của Melitopol, cho biết hồi tháng 4 đơn vị đào hào đã được lệnh cách ly ngay lập tức sau khi các bác sĩ chuẩn đoán ít nhất hai binh sĩ Nga mắc bệnh than. Ông Fedorov cho biết trên tài khoản Telegram rằng hai binh sĩ Nga này đã được đưa vào một bệnh viện ở Melitopol thành phố ở Ukraine do Nga kiểm soát từ tháng 3 năm 2022. Sau đó, họ đã xuất viện và được đưa đến một địa điểm không xác định. Đơn vị Nga nói trên có thể đang đào chiến hào để nỗ lực củng cố hệ thống phòng thủ ở khu vực Zaporizhia đề phòng cuộc phản công của Ukraine. Bệnh than là một bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn, có thể lây lan qua xác động vật và thức ăn bị nhiễm khuẩn. Các triệu chứng của bệnh là tiêu chảy và nôn ra máu, căn bệnh này đã lan rộng khắp Liên Xô cũ trong thế kỷ 20 do chăn nuôi gia súc quá nhiều. Trước đó, khi quân đội Nga chiếm được các khu vực xung quanh Chernobyl, các đơn vị Nga cũng đào hào trong đất nhiễm phóng xạ cao. Vào thời điểm đó, cơ quan hạt nhân quốc gia Ukraine là Enerwatom cho rằng binh sĩ Nga có thể đã tiếp xúc với một lượng phóng xạ đáng kể vì họ không mặc quần áo bảo hộ. Cơ quan Tình báo Bộ Quốc phòng Anh ngày 11 tháng 12 nhận định, lực lượng Ukraine đã giành được một số thắng lợi ở mặt trận Adipka, tỉnh Donetsk, miền đông nước này. Theo đó, các đơn vị của Ukraine dường như đã thực hiện thành công một số cuộc phản công cục bộ ở đây và ngăn Nga kiểm soát hoàn toàn làng Stepove. Blogger quân sự Nga Riba cũng xác nhận lực lượng Ukraine đã tiến vào các khu vực gần Stepove, nơi quân đội Nga đang tìm cách siết gọng kìm nhằm bao vây Adipka và khu công nghiệp ở đó. Các binh sĩ Ukraine thừa nhận đang phải trải qua trận chiến khốc liệt ở thành phố Adipka, nơi lực lượng Nga tung hỏa lực mạnh trong một tháng qua. Tại một chiến hào ở Adipka, chỉ huy đại đội Ukraine Ole Sensov đang bị tấn công và tập hợp quân số. Sensov, 47 tuổi, là nhà làm phim nổi tiếng người Ukraine, hiện là quân nhân chiến đấu trong lữ đoàn cơ giới 47, thuộc lực lượng lục quân Ukraine đang chiến đấu tại Adipka. Sensov nói, Chúng tôi đã cố gắng hoạt động trong khu rừng dài gần 1 km. Cùng với hai nhóm xung kích khác, chúng tôi tấn công vào ba vị trí. Nhóm xung kích của chúng tôi phải chấn giữ một chiến hào rộng 150 m. Chúng tôi tiến vào được 50 m nhưng không thể tiến xa hơn vì có rất nhiều bộ binh của đối phương ở đó kháng cự mạnh mẽ. Về phía quân đội Nga, một số binh sĩ Nga bị Ukraine bắt cho biết họ đang chịu thương vong nặng nề ở Adipka và mỗi ngày trôi qua đều không khác gì ác mộng. Dưới cơn mưa tuyết tại một địa điểm bí mật ở miền đông Ukraine, những người lính Nga co do trên sàn gara, tay chân lấm lem, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, kiệt sức. Họ là những tù binh đã bị quân đội Ukraine bắt trong cuộc giao tranh dữ dội nhằm giành quyền kiểm soát thành phố Adipka ở tỉnh Đô Nhét. Họ đang chờ để được chuyển đến các cơ sở giam giữ tù binh nằm cách xa tiền tuyến. Andrei, người bị bắt làm tù binh ở phía bắc Adika, cho biết việc các chỉ huy Nga nhất quyết đưa những người bị thương trở lại mặt trận là một lý do khác khiến tinh thần chiến đấu xuống thấp. Andre giải thích, binh lính Nga thiệt mạng vì được lại tấn công các vị trí mà họ không được bảo vệ khỏi hỏa lực từ phía Ukraine, ngay cả khi họ chiếm được mục tiêu. Tuy nhiên, anh cho rằng các chỉ huy đại đội trên thực tế cũng chỉ nhận lệnh từ cấp trên của họ. Anh nói, nếu không tuân theo mệnh lệnh, bạn sẽ phải ngồi tù một thời gian dài. Andre, cựu nhân viên ngân hàng, cho hay anh tình nguyện gia nhập quân đội vì nhiều người thân của anh từng nhập ngũ trước đây. Andre mắc bệnh tim và tưởng mình sẽ ở đơn vị dự bị, nhưng thay vào đó anh lại được đưa ra tiền tuyến. Không lâu sau, anh đã đến Adipka, ngồi trên một chiếc xe bọc thép cùng 11 người khác khi nó bị trúng mình. Một nửa số người trên xe thiệt mạng, còn Andre bị chấn động nặng. Anh cho biết đã nằm suốt đêm cho đến khi hồi đủ sức lực để quay trở lại căn cứ. Sau 3 tuần nghỉ ngơi, anh trở lại chiến hào, nơi những đồng đội xung quanh anh liên tục ngã xuống vì đạn pháo. Cuối cùng, họ quyết định rút lui. Tôi bị lạc, anh nói. Tôi nhìn thấy hai người lính và hỏi xin nước. Hóa ra họ là lính Ukraine. Thêm rằng đây là cuộc chiến giữa những người anh em và nó đã gây ra tổn thất, không thể biện minh được cho cả hai bên. Ukraine Form vừa qua dẫn lời ông Oleksandr Stupul phát ngôn viên Trung tâm Báo chí Lực lượng Phòng vệ Ukraine ở miền Nam, cho biết tình hình xung đột Nga-Ukraine đặc biệt nóng tại các chiến tuyến hai miền Đông, Nam. Cụ thể, tại tỉnh Donetsk, Đô miền Đông Ukraine, quân đội Nga tăng cường binh lực bao vây thành phố Adipka ở phía Bắc và Nam. Ông Stupul cho rằng quân Nga đang muốn tấn công, gây thiệt hại cho các đơn vị Ukraine cũng như muốn sớm kiểm soát thành phố chiến lược Adipka. Ông Stupul thông tin, quân đối phương dùng xe tăng, xe thiết giáp máy bay ném bom và hỏa lực pháo binh tấn công mạnh vào thành phố Adipka của Donetsk. Tổng cộng, quân Nga 15 lần không kích và bắn 610 quả đạn pháo các loại vào Adipka. Trong ngày qua, trên toàn Donetsk có tổng cộng 62 cuộc giao tranh. Đây là một con số rất lớn. Theo ông Stupun, tình hình xung đột tại thành phố Adipka vẫn rất căng vì lực lượng Moscow có nhiều nhân lực, khí tài, sẵn sàng tấn công Adipka từ mọi phía trong khi đó các đơn vị Kiev đang cố gắng phòng thủ, đợi thêm viện trợ và sẽ dồn lực tấn công khi nhận thấy cơ hội tới. Ông Stupul cho hay, Ukraine tại Donetsk đã phòng thủ vững chắc và đẩy lùi hầu hết các đợt tấn công của đối phương, khiến lực lượng Moscow thiệt hại 400 binh sĩ, 11 xe tăng, 15 xe bọc thép cùng nhiều khí tài quân sự khác. Trong khi đó, ông Petro Andriushchenko, cố vấn thị trưởng thành phố Mariupol, tỉnh Donetsk thông tin rằng trong ngày qua, các đơn vị Kiev phát hiện đối phương bí mật mang răng rồng, những khối bê tông lớn có thể dựng làm hào chống tăng tới đôi nhất Ông Andriy Ushchenko lưu ý rằng khi quân đội Nga dựng chiến hào chống tăng ở đôi nhất các đơn vị Ukraine sẽ khó có thể sử dụng thiết giáp của mình để chiến đấu một cách hiệu quả. Tại các tỉnh miền Nam, quân Nga bắn pháo và dùng tên lửa dẫn đường KH-95, UAV không kích hơn 40 khu định cư tại các tỉnh Kherson và Zaporizhia. Ở Zaporizhia, quân Ukraine đẩy lùi 3 cuộc tấn công của đối phương vào khu định cư Roboty và làm phá sản nỗ lực chiếm lấy các đơn vị chiến lược ở Roboty. Tại Kherson, quân Ukraine trấn giữ các vị trí đã giành được ở khu vực tả ngạn sông Dnieper và tiến hành các đợt tấn công nhỏ lẻ khiến quân đối phương chịu tổn thất đáng kể và dần dần kiệt sức. Theo Form, tính từ khi xung đột Nga, Ukraine nổ ra, các đơn vị Kiev loại khỏi vòng chiến 339.850 binh sĩ Nga trong đó có gần 1.100 binh sĩ bị hạ trong ngày qua. Theo Newsweek, Đức là một trong những đồng minh tích cực nhất của Ukraine trong cuộc xung đột đang diễn ra với Nga. Vào tháng 10 năm 2023, Bộ Quốc phòng Đức đã công bố gói viện trợ mới cho Kiev trị giá khoảng 1,1 tỷ đô la Mỹ để mua vũ khí, xe cơ giới và trang thiết bị phòng không. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với tờ Frankfurter, Ongemeiner Sontag Zeitung Ông Karsten Breuer, người có chức danh chính là Tổng Thanh tra Lực lượng Vũ trang Đức, tư lệnh quân đội nước này cho biết ông lo ngại về việc Nga đang tái trang bị vũ khí vào thời điểm hiện tại. Ông Breuer nói thêm rằng Đức sẽ phải làm quen với khả năng một ngày nào đó chúng ta có thể phải đối đầu với một cuộc chiến tranh phòng thủ. Tổng Thanh tra Lực lượng Vũ trang Đức cũng được hỏi liệu quân đội Đức có thể thực hiện một cuộc tấn công nếu Nga tấn công NATO mà Đức là một thành viên sau khi xung đột Nga-Ukraine kết thúc hay không. Ông Breuer nói, Đúng, theo từng giai đoạn, chúng tôi không có lựa chọn nào khác. Chúng tôi có thể tự bảo vệ mình và chúng tôi sẽ tự bảo vệ mình. Tuy nhiên, ông Brewer cũng thừa nhận rằng quân đội Đức có những thiếu sót trong việc phòng thủ quốc gia và liên minh sau khi tập trung vào quản lý khủng hoảng quốc tế trong nhiều năm. Ông nói, bây giờ chúng ta thấy Bundeswehr, lực lượng vũ trang Đức, vẫn chưa được trang bị đầy đủ cho việc này, đồng thời cho biết thêm rằng có những quyết định được đưa ra nhanh chóng và có những mục tiêu gần như không thể thực hiện được. Theo Newsweek, vào tháng 10, người dẫn chương trình truyền hình của Nga Vladimir Solovyov từng đe dọa trên chương trình của mình rằng nước Đức cuối cùng sẽ tồn tại dưới lá cờ Nga. Ông Solovyov chỉ trích Đức vì đã tăng số lượng vật tư gửi đến Ukraine và nói rằng vì vậy chúng tôi không còn lựa chọn nào khác, chúng tôi sẽ hoàn thành, chúng tôi sẽ chiếm Berlin một lần nữa và lần này chúng tôi sẽ không rời đi. Theo Newsweek, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Solovyov đã phát tán thông tin sai lệch đồng thời đăng trên trang web của bộ này vào năm ngoái một danh sách những nhân vật nổi tiếng liên quan đến hoạt động tuyên truyền của Nga, trong đó viết rằng Solovyov có thể là nhà tuyên truyền tích cực nhất của Điện Kremlin hiện nay. Hiện NATO có 31 thành viên, trong đó có 29 nước châu Âu, Mỹ và Canada. Ukraine đã nỗ lực thúc đẩy quá trình gia nhập liên minh quân sự này từ trước khi xung đột với Nga bùng nổ. Đức là một trong những nước ủng hộ chính của Ukraine từ khi Nga mở chiến dịch hồi đầu năm ngoái với khoản hỗ trợ 22 tỷ euro tương đương 23,5 tỷ đô la Mỹ trong lĩnh vực nhân đạo, tài chính và quân sự. Ukraine gần đây liên tục yêu cầu đồng minh phương Tây viện trợ quân sự nhiều hơn. Tuy nhiên, nỗ lực của họ gặp nhiều khó khăn do cuộc phản công được phát động hồi đầu tháng 6 chưa giành được kết quả đáng kể. Các nhà ngoại giao Liên minh châu Âu cho biết kế hoạch của khối về chi 20 tỷ euro, tương đương 21 tỷ đô la Mỹ để viện trợ quân sự cho Ukraine đang gặp phải sự phản đối từ các nước thành viên, đặc biệt là Hungary Ngày 12 tháng 12, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc gặp với các nhà lập pháp Mỹ trong nỗ lực tìm kiếm thêm sự hỗ trợ quân sự chống lại Nga và đã giành được cam kết ủng hộ tại Nhà Trắng. Mặc dù còn nhiều ý kiến phản đối, Quốc hội Mỹ đã thống nhất thông qua đề xuất của tổng thống Joe Biden, theo đó Ukraine sẽ nhận được 61,4 tỷ đô la Mỹ viện trợ. Đây là một phần trong gói hỗ trợ quốc tế mà tổng thống Biden đề xuất tổng cộng 111 tỷ đô la Mỹ, trong đó có cả viện trợ cho Israel và những chương trình về an ninh khác. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson cho biết sau cuộc gặp với ông Zelensky rằng chính quyền của Tổng thống Biden phải cung cấp thêm chi tiết về cách sử dụng khoản tiền khổng lồ này. Những gì chính quyền ông Biden dường như đang yêu cầu là thêm hàng tỷ đô la Mỹ mà không có sự giám sát phù hợp, không có chiến lược rõ ràng để giành chiến thắng và không có câu trả lời nào mà tôi nghĩ người dân Mỹ muốn biết chủ tịch hạ viện mỹ nhấn mạnh tuy nhiên phía nga khẳng định mỹ không thể xoay chuyển tình thế chiến sự ở ukraine bằng cách bơm thêm hàng chục tỷ đô la mỹ vào nước này nội bộ mỹ cũng đã có những mâu thuẫn về vấn đề tài trợ này cụ thể việc có tiếp tục viện trợ ukraine hay không đang là mấu chốt tranh cãi giữa các nghị sĩ mỹ một số cho rằng mỹ không thể tiếp tục viện trợ nếu ukraine không thể chiến thắng trong khi đó số khác nhấn mạnh bất kỳ nhượng bộ nào cũng dẫn tới một chiến thắng cho nga điều mà họ không muốn. Theo CNN, thượng nghị sĩ Mỹ J.D. Davis vào hôm 10 tháng 12 nói rằng Ukraine có thể phải nhường một phần đất cho Nga để chấm dứt xung đột. Điều tốt nhất cho Mỹ là chấp nhận rằng Ukraine sẽ phải nhường một phần lãnh thổ cho người Nga và chúng ta cần chấm dứt cuộc chiến này. Ông Ven nói với CNN. Phát biểu này phản ánh khó khăn mà Ukraine đối mặt khi thuyết phục Quốc hội Mỹ thông qua một khoản viện trợ quân sự bổ sung cho Kiev. Chỉ còn 3 ngày nữa trước khi Quốc hội Mỹ nghỉ lễ và phe Cộng hòa ở Hạ viện vẫn từ chối thông qua dự luật chi tiêu 106 tỷ đô la Mỹ, bao gồm hơn 60 tỷ đô la Mỹ viện trợ Ukraine. Trong diễn biến liên quan, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Mỹ Biden và Tổng thống Ukraine Zelensky sẽ không ảnh hưởng đến tình hình trên chiến trường hay tiến độ của Nga trong chiến dịch của Nga tại Ukraine hàng chục tỷ đô la Mỹ bơm vào Ukraine không giúp được gì. Hàng chục tỷ đô la Mỹ bổ sung cũng sẽ gặp phải thất bại tương tự. Hãng tin TASS dẫn lời ông Peskov. Thưa quý vị, một đoạn video được lực lượng tác chiến đặc biệt SSO của Ukraine vừa qua công bố cho thấy, máy bay không người lái UAV trinh sát của lực lượng này đã phát hiện vị trí quân đội Nga đặt trạm chỉ huy và quan sát trong một khu vực thuộc thành phố Oleksky. Các đặc nhiệm Ukraine sau đó đã triển khai UAV mang hai quả đạn thả xuống công sự đối phương trong đêm tối. Thông báo của SSO viết, mục tiêu đối phương bị đánh trúng bởi các UAV. Trạm chỉ huy đã bị phá hủy hoàn toàn. Theo đoạn đối thoại của các binh sĩ đối phương mà chúng tôi nghe lén, họ sốc trước cuộc tấn công trên. Quân đội Nga hiện chưa bình luận về những hình ảnh được SSO công bố. Trước đó, Lữ đoàn cơ giới độc lập số 110 Ukraine đăng lên Telegram video máy bay không người lái UAV của lực lượng này phát hiện và phá hủy phương tiện không người lái mặt đất UGV, hay còn gọi là robot quân sự của Nga gần Adipka, tiền tuyến ở mặt trận Donetsk. Video cho thấy, robot Nga di chuyển trên một con đường chống trải, dường như chở theo đạn dược, thì bị UAV trinh sát của lữ đoàn 110 phát hiện. Họ sau đó điều khiển UAV góc nhìn thứ nhất, FPV, cảm tử lao thẳng vào phía sau chiếc UGV, khiến nó bốc cháy và phát nổ dữ dội. Đòn tấn công dường như đã kích nổ hộp đạn mà chiếc UGV chở theo, khiến sức phá hủy trở nên mạnh hơn. Hiện không có nhiều thông tin về hoạt động của robot quân sự tại Ukraine. Lục quân Ukraine cũng cho biết, UGV gần đây được Nga triển khai nhiều hơn trên chiến trường, đặc biệt là tại mặt trận Adipka, cho thấy thiết bị này có thể sẽ đóng vai trò quan trọng hơn trong tương lai. Kiev thời gian qua cũng đẩy mạnh đầu tư phát triển UGV nội địa để phục vụ cho xung đột. Gần đây, phía các quân nhân Nga cũng đã sử dụng UAV của mình để đâm thẳng vào UAV đối phương theo kiểu Kamikaze, cảm tử thần phong. Bộ Quốc phòng Nga trước đó công bố một video clip ghi cảnh UAV Nga phát hiện một UAV Ukraine mang tên Baba Yaga. Đây là một UAV lên thẳng với 6 cánh quạt. Chiếc UAV Ukraine này đang quay trở lại vị trí của quân đội Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho hay, người điều khiển chiếc UAV Nga đã quyết định hạ gục chiếc UAV đối phương theo một cách đặc biệt. Sau khi lấy độ cao, UAV Nga lao thẳng xuống đỉnh của chiếc UAV, làm cho rơi xuống phần lãnh thổ do quân đội Nga kiểm soát. Theo clip, UAV Ukraine có hai càng phía dưới, dùng khi đỗ trên mặt đất và đang bay gần một khu vực có một con sông uốn lượn. Ngay từ đầu xung đột Nga-Ukraine, hai bên tham chiến đã tích cực sử dụng máy bay không người lái UAV cho nhiều mục đích khác nhau, gây tổn thất lớn cho đối phương. Quân đội nhiều nước đang theo dõi chặt chẽ trận chiến UAV tại Ukraine để đúc rút các bài học kinh nghiệm. Tuy nhiên, Melissa Haring, một thành viên cao cấp của Hội đồng Đại Tây Dương khi trở về từ tiền tuyến Ukraine, đã nói với tờ Business Insider của Mỹ rằng, Ukraine thực sự còn phải làm rất nhiều thứ thì mới có thể hy vọng đuổi kịp được Nga trên phương diện UAV. Bà Haring nói, người ukraine lạc hậu so với người nga về uav mà đây lại là tương lai của cuộc chiến ukraine không có đủ trắc thủ điều khiển uav và họ cũng không có đủ các uav hiện đại tại một ngôi làng gần tiền tuyến bà chứng kiến cảnh binh sĩ ukraine ẩn nấp trong tầng hầm các tòa nhà bị đánh bom bà cũng tới thăm một trường học về uav và xem một số loại uav của ukraine từ các mẫu trinh sát để định vị mục tiêu phục vụ hỏa lực pháo binh đến loại cảm tử lao thẳng vào mục tiêu như một quả bom Đích thân bà cũng thử điều khiển một chiếc UAV nhưng trải nghiệm này không gây ấn tượng tốt cho bà. Bà Haring Than, chất lượng nhiều UAV kém, chúng được sản xuất mà không chú ý đến chi tiết, thiếu linh kiện, dễ bị hỏng hóc. Hồi đầu xung đột vào năm 2022, hình ảnh Ukraine sử dụng UAV tràn ngập trên Internet, trên mạng xã hội. Các video được chia sẻ ghi cảnh xe tăng Nga bị phá hủy bằng UAV Bayraktar TB2 do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất. Khi ấy, giới chức Ukraine gọi các UAV tấn công này là siêu vũ khí. Nhưng Nga đã kịp thời thích ứng, cải thiện hệ thống phòng không và năng lực tác chiến điện tử. UAV TB2 sau đó dần biến mất khỏi tiền tuyến. Không những vậy, Nga còn đẩy mạnh năng lực UAV của riêng họ. Nga cũng tận dụng các linh kiện giá rẻ để lắp ráp thành các UAV và triển khai sử dụng chúng với độ hiệu quả chết người. Bên cạnh đó, đôi lúc Nga còn áp đảo hệ thống phòng không của Ukraine bằng việc sử dụng ồ ạt các UAV cảm tử Shahed 136 do Iran sản xuất. Hồi tháng 8, tờ New York Times đưa tin Nga đang sản xuất hàng loạt UAV của chính họ, Gheran 2 và gắn lên đó thuốc nổ để tấn công lực lượng Ukraine. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết các lực lượng của Kiev tiếp tục các chiến dịch trên bộ ở tả ngạn của dòng sông Dnep và đang duy trì các vị trí ở đây. Nhà phân tích chính trị Nikola Mikovic nhận định với Newsweek rằng bởi vì cuộc phản công được tiến hành hồi tháng 6 năm 2023 không đạt kết quả như kỳ vọng, nên Kiev đang tiếp tục chiến dịch trong khu vực trên vì lý do chính trị. Ông Mikovic cho rằng Nga cũng ở trong tình thế tương tự trong khu vực này vào năm ngoái, khi tướng Sergey Surovikin rút quân khỏi Kherson và ám chỉ trước đó về việc cần đưa ra quyết định khó khăn. Theo chuyên gia này, trong khi Greenky không có tầm quan trọng như Kherson thì Ukraine vẫn ngần ngại từ bỏ ngôi làng này bởi động thái đó có thể tác động đáng kể đến tình hình chính trị ở Kiev. Omikovic nói Hiện nay, rõ ràng cuộc phản công của Ukraine đã thất bại Nhưng việc duy trì sự kiểm soát ở Krynky cho phép các quan chức Ukraine Tiếp tục gây ấn tượng rằng tình hình ở tả ngạn sông Dnep vẫn trong tầm kiểm soát Kênh Telegram Politics of the Country ủng hộ Ukraine Đã miêu tả cuộc giao tranh ở khu vực này là một trong những chiến dịch bí ẩn nhất Kể từ khi xung đột nổ ra bởi các mục tiêu không rõ ràng của nó và thương vong lớn về lực lượng. Về phía Ukraine, hiện chưa rõ ý nghĩa của việc kiểm soát khu đất nhỏ và đầu cầu với vài trăm binh lính là gì. Trên thực tế, khó có thể đạt đột phá trên tiền tuyến với chừng đó lực lượng. Politics of the Country cho hay, đầu cầu là một vị trí tốt trong lãnh thổ đối phương kiểm soát để từ đó tiến hành các cuộc tấn công xa hơn, nhưng việc duy trì nó đòi hỏi sự hy sinh lớn. Kênh này cũng cho biết Nga đang theo dõi sát sao tả ngạn của con sông và do đó khó có khả năng một nỗ lực vượt sông sẽ khiến họ bất ngờ. Hãng tin Damskaya cũng miêu tả chiến dịch của Ukraine nhằm duy trì đầu cầu trên đang dẫn đến tổn thất lớn với hầu như rất ít mục đích đạt được. Trang này đặt câu hỏi, thủy quân lục chiến Ukraine vượt sông và hầu hết tử trận khi họ tiếp cận bờ. Không có bất kỳ cuộc trao đổi nào về đột phá xa hơn và hiện nay các lực lượng đang bị lãng phí ở đây. Rốt cuộc là vì điều gì? Trang này cũng kêu gọi các chỉ huy Ukraine hạn chế chiến dịch này có liên hệ với cuộc tấn công ở khu vực Zaporizhia đã kết thúc. Ngay cả phía Nga cũng không hiểu Ukraine có thể kiểm soát khu vực trên như thế nào chỉ với vài trăm binh lính. Tuy nhiên, khu vực tả ngạn sông Dnieper khá bất tiện cho Nga về mặt hậu cần vì địa hình xa xôi, hiểm trở. Trước đó, Nga đã triển khai phần lớn nhân sự và vũ khí từ khu vực này sang các nơi khác trên mặt trận để đẩy lùi cuộc phản công của Ukraine. Do vậy, các đơn vị của Nga ở đây đang đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực. Địa hình tại khu vực tả ngạn con sông thấp hơn so với khu vực hữu ngạn, Điều này đồng nghĩa với việc Nga sẽ gặp nhiều thách thức khi muốn đẩy lùi quân đội Ukraine ra khỏi các cứ điểm mà họ đã thiết lập. Trong trường hợp Nga muốn tiếp cận phòng tuyến của Ukraine ở hữu ngạn con sông, pháo binh Ukraine có thể ra đòn đáp trả mạnh mẽ và khiến Nga phải chịu tổn thất. Cuối cùng, một yếu tố khác có thể mang lại lợi thế cho Ukraine là ở tả ngạn sông Dnep, các tuyến phòng thủ và công sự của Nga không kiên cố như ở vùng Zaporizhia. Như vậy, Kiev sẽ có cơ hội mở rộng vùng kiểm soát và ra đòn quyết định đối với lực lượng đối phương. Hiện các chuyên gia quân sự vẫn hạn chế suy đoán về diễn biến cuộc giao tranh tại Khê Sơn vì chưa thể nắm bắt được kế hoạch quân đội Ukraine và mục tiêu chính xác mà họ theo đuổi. Nhưng hầu hết các ý kiến đều cho rằng mối lo ngại lớn nhất đối với Ukraine vẫn là thời tiết xấu trong mùa đông. Tình trạng băng tuyết và lầy lội không chỉ gây khó khăn cho việc tiến quân mà còn gây ra nhiều vấn đề với hoạt động trinh sát. Mặc dù Ukraine từng tồn tại trong một thời gian ngắn với tư cách là cường quốc hạt nhân lớn thứ ba thế giới, nhưng nước này đã từ bỏ kho vũ khí hạt nhân của mình cách đây 29 năm để đổi lấy những đảm bảo an ninh chưa được thực hiện và vẫn tiếp tục ám ảnh đất nước. Cho đến ngày 5 tháng 12 năm 1994, Ukraine vẫn chính thức là cường quốc hạt nhân lớn thứ ba trên thế giới. Năm nay, Ukraine đã kỷ niệm 29 năm bản ghi nhớ Budapest, trong đó chứng kiến việc chuyển giao vũ khí hạt nhân của Ukraine kế thừa từ Liên Xô sau khi Liên Xô tan rã sang Nga để đổi lấy một loạt đảm bảo an ninh nhằm đảm bảo sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của một đất nước Ukraine mới độc lập. Khi Nga sắp nhập Crimea vào năm 2014 và sau đó tiến hành kế hoạch quân sự tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022, thậm chí còn đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật, nhiều người Ukraine đã đặt câu hỏi về quyết định lịch sử được đưa ra vào năm 1994 khi xung đột và các cuộc đàm phán về đảm bảo an ninh sau xung đột vẫn tiếp tục. Có lẽ cần phải xem lại bản ghi nhớ và hiểu tại sao quyết định đó vẫn tiếp tục ám ảnh một quốc gia gần 3 thập kỷ sau. Do vị trí chiến lược của Ukraine trong chiến tranh lạnh, nước này được thừa hưởng một kho vũ khí hạt nhân đáng gồm sau khi Liên Xô tan giã, cùng với Nga, Belarus và Kazakhstan. Kho vũ khí hạt nhân của Ukraine bao gồm gần 1.700 đầu đạn hạt nhân chiến lược, Cùng với một phi đội máy bay ném bom và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM có thể cạnh tranh với hầu hết các quốc gia có năng lực hạt nhân khác vào thời điểm đó. Tuy nhiên, mặc dù Ukraina sở hữu vũ khí và chuyên môn để phát triển và bảo trì chúng, nhưng Moscow vẫn giữ quyền kiểm soát các loại vũ khí nói trên. Bản ghi nhớ Budapest về đảm bảo an ninh là một thỏa thuận quốc tế nhằm giải quyết những lo ngại của Ukraina về an ninh và toàn vẹn lãnh thổ khi giải trừ vũ khí hạt nhân. Văn bản được ký kết vào ngày 5 tháng 12 năm 1994 giữa Ukraine, Mỹ, Anh và Nga trong bối cảnh yêu cầu cấp thiết về kiểm soát vũ khí toàn cầu sau chiến tranh lạnh, với việc Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là ông Bill Clinton gọi thế giới là nơi an toàn hơn, sau khi bản ghi nhớ được ký kết. Bản ghi nhớ Budapest thể hiện việc Ukraine, quốc gia thuộc Liên Xô cũ, gia nhập Hiệp ước Không Phổ biến Vũ khí Hạt nhân với tư cách là một quốc gia phi vũ khí hạt nhân sau một loạt cuộc đàm phán khi Ukraine tìm kiếm sự bảo đảm và bồi thường cho việc từ bỏ kho dự trữ hạt nhân của mình. Sau thất bại của bản ghi nhớ Budapest cũng đặt ra một câu hỏi quan trọng khi Ukraine tiếp tục thảo luận về một số hình thức đảm bảo an ninh thời hậu chiến, một thỏa thuận có ích gì nếu không có cách nào để thực thi nó. Theo một ấn phẩm xuất bản vào năm 1999 được Kiev dẫn lại, quá trình giải trừ vũ khí hạt nhân của Ukraine là một quá trình tăng dần kéo dài vài năm. Nga và Ukraine đã tham gia vào các cuộc thảo luận ít nhất từ năm 1992, nhưng không đạt được thỏa thuận nào cho đến khi Mỹ tham gia vào đầu năm 1994 và một thỏa thuận ba bên được ký kết. Theo thỏa thuận, ít nhất 200 vũ khí hạt nhân, bao gồm ICBM SS-19 và SS-24, sẽ được chuyển từ Ukraine sang Nga trong vòng 10 tháng. Số còn lại sẽ được chuyển giao trong thời gian ngắn nhất có thể tất cả các tên lửa SS-24 của Ukraine cũng sẽ bị vô hiệu hóa và loại bỏ đầu đạn trong cùng thời gian. Đổi lại, Nga sẽ gửi 100 tấn nhiên liệu cho các lò phản ứng hạt nhân ở Ukraine trong cùng thời gian đó. Cũng theo ấn phẩm trên, mặc dù Ukraine đã chuyển giao toàn bộ vũ khí hạt nhân chiến thuật còn lại cho Nga vào năm 1992, nhưng quá trình giải trừ vũ khí hạt nhân hoàn toàn đã không hoàn tất cho đến năm 1996. Ấn phẩm viết sau một thời gian trì hoãn và giữ nguyên hiện trạng, những đầu đạn chiến lược đầu tiên đã được chất lên một chuyến tàu đặc biệt vào những ngày cuối tháng 2 và chuyển ra khỏi Ukraine vào đầu tháng 3 năm 1994. Đến tháng 11 năm 1994, Nga đã được nhận 400 đầu đạn hạt nhân chiến lược từ Ukraine. Đến ngày 1 tháng 6 năm 1996, tất cả vũ khí hạt nhân chiến lược đã được dỡ bỏ khỏi Ukraine. Alexei Gocharenko, nghị sĩ Ukraine đã đặt câu hỏi sau khi Nga phát lệnh tấn công Ukraine hôm 24 tháng 2 năm 2022. Ukraine là quốc gia duy nhất trong lịch sử nhân loại từ bỏ kho vũ khí hạt nhân lớn thứ ba thế giới để đổi lại những đảm bảo an ninh của Mỹ, Nga và Anh. Những đảm bảo này ở đâu? Mỹ và Anh đã giúp Ukraine lên kế hoạch cho chiến dịch phản công xuân hè và cung cấp tất cả các phương tiện được yêu cầu nhưng Kiev quyết định chia lực lượng theo ba hướng thay vì tập trung vào một hướng. Đó là tiết lộ mới nhất về cuộc phản công dù rất được kỳ vọng nhưng đã thất bại trong một bài viết được báo Washington Post đăng tải mới đây. Hơn 10 phóng viên của tờ báo đã phỏng vấn hơn 30 quan chức cấp cao từ Ukraine, Mỹ và EU, chỉ một số ít được nêu tên. Kết luận của bài báo này là một cuộc phản công sinh ra từ sự lạc quan đã không tạo ra được kết quả như mong đợi, tạo ra xích mích và nghi kỵ giữa Washington và Kiev một loạt chiến lược được thảo luận tại căn cứ của Mỹ ở Wiesbaden, Đức. Từ đó đã phát triển thành một kế hoạch chiến dịch chi tiết, khả thi cho cuộc tấn công. Một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ cho biết, kế hoạch mà họ thực hiện hoàn toàn khả thi với lực lượng mà họ có, đúng tiến độ mà chúng tôi đã hoạch định. Theo một quan chức cấp cao khác của Mỹ, Ukraine đã nhận được mọi thứ đã hứa đúng thời hạn. Một quan chức quốc phòng cấp cao của Ukraine cho rằng phương thức tác chiến dựa trên chiến xa cơ động để tạo đột phá của phương Tây đã không có tác dụng. Một quan chức khác chỉ trích các thiếu sót trong kế hoạch như không tính đến máy bay không người lái và công nghệ khác. Từ Washington Post lưu ý, ở hầu hết mọi điểm trên mặt trận, kỳ vọng và kết quả đều khác nhau, đồng thời mô tả sĩ khí ở Ukraine đang suy yếu. Một quan chức Anh cho rằng Ukraine sẽ còn phải mất nhiều năm và nhiều xương máu để thực hiện mục tiêu khôi phục lãnh thổ đã được xác định năm 1991. Trong khi đó, theo báo chí Mỹ, Kyiv và Washington đang đánh giá lại chiến lược chiến trường sau khi cuộc phản công của Ukraine không đạt kết quả. Những sửa đổi về mặt chiến lược dự kiến được triển khai vào những tháng đầu năm tới. Trước sự kiện Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến thăm Washington DC lần thứ ba kể từ khi xung đột với Nga nổ ra. Tờ New York Times cho biết, giới chức quân sự hai nước đang nghĩ ra một chiến lược mới nhằm gây sức ép buộc Moscow phải ngồi vào bàn đàm phán vào cuối năm 2024 hoặc năm 2025. Tuy nhiên, hai bên vẫn chưa đạt được đồng thuận về các chi tiết cụ thể mà chiến lược này đòi hỏi. Đánh giá về kết quả phản công thất bại của Ukraine, New York Times cho rằng nguyên nhân bắt nguồn từ phía Kiev. Theo đó, người Ukraine đã giàn trải lực lượng khắp mặt trận phía đông và phía nam thay vì tập trung vào việc chiếm lại bờ biển phía đông nam. Tuy nhiên, tờ báo Mỹ cho rằng việc Ukraine không tuân thủ kế hoạch chiến lược của khối quân sự tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO không phải nguyên nhân duy nhất gây thất bại. Tờ báo cũng thừa nhận rằng các chiến lược gia Mỹ và Ukraine đã đánh giá thấp mức độ phòng thủ của quân đội Nga. Bài báo lưu ý, quân đội Ukraine tham gia huấn luyện ở Đức đã thực hành việc xuyên thủng hàng phòng ngự kém mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì họ sẽ phải đối mặt. Hơn nữa, Nga đã thể hiện ưu thế vượt trội trong việc sử dụng các công nghệ máy bay không người lái đa dạng và giám sát hiệu quả đường dây liên lạc, ngăn chặn lực lượng Ukraine xâm phạm hệ thống phòng thủ của nước này. Theo báo cáo, đến cuối năm 2023, Nga đã tăng cường hiện diện quân sự, tăng cường kho vũ khí và giành được lợi thế đáng kể về hỏa lực. Điểm sáng duy nhất trong mắt phương Tây là các cuộc tấn công tên lửa của Kiev và cơ sở hạ tầng ở Crimea. Tuy nhiên, những vụ tấn công này cũng không thể thay đổi được tổng thể tình thế trên chiến trường. Hiện tại, quân đội Mỹ đang thúc giục các đối tác Ukraine theo chiến lược được gọi là giữ vững và xây dựng. Chiến thuật đó đòi hỏi Kiev phải củng cố năng lực công nghiệp quân sự đáng kể trong suốt năm 2024. Washington tin rằng điều này sẽ giúp cải thiện khả năng tự cung cấp của Ukraine và giúp nước này đẩy lùi mọi động thái mới từ Nga. Mục tiêu chiến lược được giới truyền thông Mỹ mô tả kể trên có vẻ khiêm tốn hơn nhiều so với những gì phương Tây và Kiev tuyên bố trước khi tiến hành phản công. Tương tự, nguồn tài trợ của Washington cho nỗ lực này cũng sẽ khiêm tốn hơn. Sau khi chi hơn 111 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine trong 21 tháng xung đột, các nhà lập pháp Mỹ muốn thấy rõ một chiến lược mới trước khi bỏ phiếu phê duyệt bất cứ khoản viện trợ bổ sung nào. Hơn nữa, các tướng lĩnh và quan chức cấp cao Ukraine đã kỳ vọng quá mức về khả năng của Washington vì đơn giản là Mỹ không có đủ số lượng vũ khí mà Kiev muốn cung cấp. Trong khi đó, Lầu Năm Góc đã quyết định cử Trung tướng Antonio Augusto tới Ukraine để làm việc trực tiếp hơn, cũng như tăng cường phối hợp với tướng Christopher Cavoli, tư lệnh hàng đầu của Mỹ ở châu Âu. Phát biểu với Sputnik hôm 1 tháng 12, chuyên gia quân sự Nga Ivan Konovalov bày tỏ nghi vấn rằng ai sẽ chi trả cho kế hoạch xây dựng hệ thống phòng thủ mới dọc đường liên lạc của Kiev. Theo một số ước tính, Ukraine sẽ phải tăng cường ít nhất 2.800 km để tạo tuyến phòng thủ. Các nhà quan sát quân sự Nga dự đoán sẽ phải mất ít nhất 8 đến 9 tháng để hoàn thành được kỳ tích này, trong khi chi phí cần thiết sẽ vào khoảng 10 tỷ đô la Mỹ. Kiev đã gần như cạn tiền, trong khi các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa đang ngần ngại trong việc bật đèn xanh cho gói viện trợ trị giá hàng tỷ đô la Mỹ mới cho Ukraine. Chuyên gia Scott Ritter nói với Sputnik rằng, chính quyền Kiev không có nhiều thời gian để tập trung vào việc xây dựng lại lực lượng hoặc hệ thống phòng thủ vì nga sẽ không dừng hành động ông nói người nga có đầy đủ sức mạnh với tất cả các trang thiết bị mọi phương tiện cần thiết lực lượng nga đã theo đuổi một số nỗ lực tấn công tại biên giới oblast kharkov lugan gần bakhmut và về phía adipka cũng như liên tục tấn công trên bộ hướng vào miền tây zaporizhia báo cáo của isv viết những tuyên bố của quan chức quân đội Ukraine gần đây càng cho thấy lực lượng Nga đang chiếm uy thế tại biên giới Oblast, Kharkov, Lugan, gần Bakhmut và dọc trục thành phố Adipka, Donetsk, trong khi lực lượng Ukraine vẫn chiếm ưu thế tại các khu vực trọng điểm tại miền nam Ukraine. Trong báo cáo đưa ra mới đây, ISVK cũng cho biết các nguồn tin từ Nga khẳng định đã tiến quân tới một vị trí cao phía bắc Klitschivka và khu vực lân cận phía đông Bodanivka, hai làng lân cận Bakhmut. Các hình ảnh được định vị và đăng tải trong ngày 8 tháng 12 cũng cho thấy lực lượng Nga đã tiến về phía đông Yampolivka, phía bắc Bakhmut. Còn các hình ảnh đăng tải ngày 7 tháng 12 cho thấy lực lượng Nga đã tiến quân về phía nam Roboty, tại khu vực Zaporizhia, miền đông nam Ukraine. ISVK cho biết lực lượng của Kiev vẫn đang giữ vị trí tại bờ đông của Oblast Kherson, miền nam Ukraine vào ngày 9 tháng 12, mặc cho lực lượng Nga cố gắng đẩy lùi họ khỏi các vị trí tại Krynky, những báo cáo về các bước tiến của Nga được đưa ra sau khi các nhà phân tích quân sự của ISW vài ngày trước khẳng định Nga đã có một số bước tiến gần Adipka. Trong báo cáo, ISW tiết lộ thêm ngược lại lực lượng Ukraine có vẻ đang tận dụng khung thời gian thời tiết khắc nghiệt và các chiến dịch tấn công của Nga lần này để đề ra và củng cố các vị trí phòng thủ dọc các khu vực trên tiền tuyến mà họ chưa thực hiện chiến dịch phản công nhờ vào đó có thể tiết kiệm nhân lực và tài nguyên cho các cố gắng tấn công trong tương lai. Chiến dịch tại miền đông Ukraine của Nga đã gặp nhiều khó khăn và trì trệ sau khi Moscow mất 11.000 binh lính trên khắp lãnh thổ miền đông, theo thông tin từ phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Lực lượng Trên bộ của Ukraine, Trung tá Volodymyr Fityo. Trong khi đó, Đại tá cục An ninh và Tình báo mật của Ukraine, SBU Roman Kostenko cho biết trong cuộc phỏng vấn với kênh NTA của Ukraine, Lực lượng Vũ trang Ukraine không thể chống lại quân đội Nga vì ưu thế vượt trội về vũ khí của họ. Theo quan chức tình báo này, Nga vượt trội Ukraine về chất lượng và số lượng phương tiện hàng không, tên lửa tầm xa và pháo binh. Đại tá cũng than phiền rằng các nước phương Tây một năm trước đã thuyết phục Kiev rằng nước này đang đấu tranh cho dân chủ, thì nay đã quay lưng lại với Kiev. Kostenko cũng nhấn mạnh rằng các cuộc bầu cử ở phương Tây đã làm suy yếu Ukraine. Truyền thông nước ngoài ngày càng có nhiều bài viết rằng Mỹ và EU bắt đầu mệt mỏi với cuộc khủng hoảng Ukraine, sự ủng hộ dành cho Zelensky đang suy yếu. Theo kênh truyền hình NBC, các quan chức Mỹ và châu Âu đang thảo luận với chính quyền Kiev về những hậu quả có thể xảy ra của việc đàm phán hòa bình với Nga, bao gồm cả những gì mà nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ này có thể phải từ bỏ để đạt được thỏa thuận. Thưa quý vị, Wall Street Journal ngày 12 tháng 12 dẫn lời các quan chức giấu tên của Mỹ cho hay, gần đây, lực lượng phòng vệ Israel, IDF, đã bắt đầu bơm nước biển vào hệ thống địa đạo của Hamas ở giải Gaza nhằm làm ngập Quá trình này được dự đoán có thể kéo dài vài tuần. Hãng tin ABC News sau đó cũng đưa tin tương tự và nói rằng mức độ ngập dường như vẫn hạn chế khi Israel đánh giá tính hiệu quả của chiến lược. Bộ Quốc phòng Israel từ chối bình luận và cho biết đang xác minh thông tin trên. Trước đó, Daily Mail cho hay IDF đã hoàn thành việc lắp đặt ít nhất 5 máy bơm công suất lớn ở Bắc Gaza. Hình ảnh cũng cho thấy các đường ống dẫn nước màu đen phồng lên sau khi được các binh sĩ Israel vạn van. Thiết bị do phía Israel triển khai lấy nước từ địa trung hải có thể bơm hàng ngàn mét khối nước mỗi giờ, đồng nghĩa trong vòng vài tuần có thể nhấn chìm địa đạo sâu tới 35 mét, dài 500 km và được ví như ga tàu điện ngầm Gaza của Hamas. Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết, Hamas hiện còn giữ 138 con tin, phần lớn họ được cho là đã bị giam dưới đường hầm các nạn nhân bị bắt về giải Gaza làm con tin sau khi Hamas bất ngờ tấn công xuyên biên giới Israel hôm 7 tháng 10. Tờ Wall Street Journal cũng tiết lộ phía Israel lần đầu thông báo cho giới chức Mỹ phương án sử dụng máy bơm nước nhấn chìm hầm ngầm của Hamas vào tháng trước. Tư lệnh IDF Hezi Halevi cũng đã lên tiếng khen đây là ý hay, chúng tôi phát hiện rất nhiều hệ thống hầm ngầm của Hamas ở giải Gaza. Mục tiêu của chúng tôi là phá hủy chúng, chúng tôi có rất nhiều cách khác nhau để thực hiện điều này bao gồm biện pháp quân sự và công nghệ tướng halevi nói một quan chức mỹ giấu tên nhận định cách thức sử dụng máy bơm nước để tiêu diệt thành viên hamas cũng có những điểm hạn chế chẳng hạn quá trình này phải mất vài tuần khoảng thời gian đủ để các tay súng hamas trốn thoát ra ngoài an toàn cũng có những lo ngại tác động lên hệ sinh thái và môi trường khi israel thực hiện ý tưởng dùng máy bơm nước biển từ địa trung hải Đáp biểu tại sự kiện gây quỹ tranh cử ở Washington, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 12 tháng 12 cho biết Israel đang mất đi sự ủng hộ sau những vụ ném bom bừa bãi vào Gaza và rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nên thay đổi, cho thấy dạng nứt mới trong quan hệ với đồng minh. Đây được coi là lời chỉ trích gay gắt nhất cho đến nay về cách ông Netanyahu xử lý xung đột ở Gaza những bình luận này hoàn toàn trái ngược với sự ủng hộ đối với Israel mà ông đưa ra sau cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 của lực lượng Hamas vào miền nam Israel. Ông Biden nhấn mạnh an ninh của Israel có thể dựa vào Mỹ, nhưng hiện tại họ không chỉ có Mỹ. Họ có sự ủng hộ của Liên minh châu Âu, có châu Âu, có hầu hết thế giới. Nhưng họ đang bắt đầu mất đi sự hỗ trợ đó bởi những vụ ném bom bừa bãi đang diễn ra. Cũng tại Washington, Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan tiết lộ trong chuyến thăm Israel sắp tới, ông sẽ thảo luận với giới chức nước chủ nhà về lộ trình của Israel trong cuộc xung đột ở Gaza. Trong diễn biến liên quan, hãng Reuters ngày 12 tháng 12 dẫn lời Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thừa nhận, mặc dù Mỹ ủng hộ mục tiêu của Israel tiêu diệt Hamas và giải cứu con tin, giữa hai bên tồn tại bất đồng quan điểm về việc quản lý Gaza sau khi kết thúc chiến tranh. Ông Netanyahu tuyên bố Gaza sẽ không thuộc về Hamas hay phong trào Fatah của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, khẳng định sẽ không cho phép Israel lặp lại sai lầm của Hiệp ước Oslo năm 1993, theo đó giao cho người Palestine quyền tự chủ hạn chế tại bờ Tây và Gaza. Cùng ngày, Ngoại trưởng Palestine Riyad al-Maliki đã cáo buộc Israel sử dụng nạn đói làm vũ khí chiến tranh chống lại khoảng một triệu người ở dài Gaza. Phát biểu tại hội nghị ở Geneva, Nhân sự kiện kỷ niệm 75 năm tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, Ngoại trưởng Riyad al-Maliki nói, như chúng tôi đã đề cập, có ít nhất một triệu người Palestine ở giải Gaza, một nửa trong số đó là trẻ em, đang chết đói không phải vì thiên tai hay vì thiếu sự hỗ trợ hào phóng đang chờ đợi ở biên giới. Không, họ đang chết đói vì Israel cố tình sử dụng nạn đói làm vũ khí chiến tranh, chống lại người dân bị nước này chiếm đóng. Trong động thái phản ứng, một quan chức của Israel đã thẳng thường bác bỏ cáo buộc này khi trả lời hãng tin Reuters. Chương trình lương thực thế giới của Liên Hợp Quốc ước tính một nửa trong số 2,3 triệu người ở giải Gaza đang rơi vào hoàn cảnh thiếu ăn, trong thời điểm Israel mở rộng chiến dịch tấn công ở các khu vực phía nam của giải Gaza nhằm đáp trả vụ tấn công của phong trào Hamas hôm 7 tháng 10. Trong khi đó, Liên Hợp Quốc ngày 12 tháng 12 cho biết, Trung tâm Vệ tinh của Liên Hợp Quốc UNOSAT xác định rằng 18% cơ sở hạ tầng của Gaza đã bị phá hủy kể từ khi xảy ra cuộc xung đột giữa phong trào Hamas và Israel. Thông báo của UNOSAT cho biết thông tin trên được đưa ra dựa trên ảnh vệ tinh chụp được hôm 26 tháng 11. Thông báo nhấn mạnh, tính đến ngày 26 tháng 11, Junosat đã xác định được 10.049 công trình bị phá hủy, 8.243 công trình bị hư hỏng nặng và 19.087 công trình bị hư hỏng vừa phải, tổng cộng 37.379 công trình bị ảnh hưởng. Điều này tương ứng với khoảng 18% tổng số công trình ở giải Gaza. Những phát hiện này nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải ngừng bắn ngay lập tức và hỗ trợ để giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo đang gia tăng ở giải Gaza. Tác động đến cơ sở hạ tầng dân sự là rõ ràng với hàng nghìn ngôi nhà và cơ sở vật chất thiết yếu bị hư hại. Theo CNN, trong ngày 12 tháng 12, lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết đã tập kích thành công một trạm phóng tên lửa và một nhà máy sản xuất vũ khí của Hamas ở phía bắc giải Gaza. Trạm tên lửa này được Hamas sử dụng để tấn công thành phố Sderot trong ngày 7 tháng 10 chúng tôi cũng tìm thấy 250 tên lửa, đạn pháo, lựu đạn và nhiều loại khí tài khác trong nhà máy sản xuất vũ khí. Đại diện IDF cho biết. Trước đó, Bộ Quốc phòng Israel tuyên bố rằng IDF đã bao vây hai khu định cư Jabalia và Shuja'a, hai thành trì cuối cùng của Hamas ở phía bắc giải gaza. Cơ quan y tế Palestine cũng đã xác nhận thông tin này, thông báo rằng đã có hàng loạt xe tăng của Israel tiến vào Jabalia. Với tình trạng căng thẳng gia tăng ấy, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức ở Gaza. Với 153 phiếu ủng hộ, 10 phiếu chống bao gồm Mỹ và Israel và 23 phiếu trắng, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức ở Gaza. Nghị quyết cũng yêu cầu phóng thích toàn bộ con tin ngay lập tức và vô điều kiện và các bên liên quan tuân thủ luật quốc tế, đặc biệt là việc bảo vệ dân thường. Nghị quyết này trước đó đã không được Hội đồng Bảo an thông qua do Mỹ phủ quyết. Đại hội đồng Liên hợp quốc hồi tháng 10 cũng thông qua một nghị quyết kêu gọi một thỏa thuận ngừng bắn tức thì, lâu dài và bền vững nhằm chấm dứt các hành động thù địch ở Gaza. Mặc dù các nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc không mang tính ràng buộc, việc thông qua các nghị quyết tại cơ quan này có sức nặng chính trị và thể hiện quan điểm của quốc tế đối với các vấn đề được đề cập. Kể từ khi xung đột giữa Israel và Hamas nổ ra cách đây hơn 2 tháng, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc mới chỉ thông qua được một nghị quyết kêu gọi tạm dừng bắn nhân đạo vào giữa tháng 11 sau 4 thất bại liên tiếp. Trong bối cảnh Israel đã mở rộng chiến dịch tấn công cả trên không và trên bộ tại giải Gaza và các bên trong xung đột đều cho thấy chưa sẵn sàng cho một lệnh ngừng bắn vào thời điểm hiện nay, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm qua bày tỏ sự thất vọng khi thẩm quyền và uy tín của Hội đồng Bảo an bị thách thức. Trong khi đó, Phó Tổng thư ký về các vấn đề nhân đạo Martin Griffith cảnh báo nguy cơ hệ thống nhân đạo tại giải Gaza sẽ sớm bị sụp đổ do xung đột, dịch bệnh và nạn đói tràn ngập. Điều chúng ta cần là một lời nhắc nhở về nghĩa vụ của các quốc gia tôn trọng luật nhân đạo quốc tế, các bệnh viện, phòng khám và những nơi có chữ thập đỏ, một biểu tượng của sự an toàn, nhưng giờ đây lại trở thành các mục tiêu bị tấn công. Chúng ta phải nhắc nhở thế giới về các nghĩa vụ theo công ước Geneva, thông qua luật nhân đạo quốc tế và phải bảo vệ các nhân viên nhân đạo để chúng ta có thể thực hiện công việc của mình với những nguồn lực ít ỏi sẵn có. Nếu không có những đảm bảo này, chúng ta sẽ không thể thay đổi được tình hình. Ở diễn biến liên quan, trong một dấu hiệu cho thấy cuộc xung đột có nguy cơ lan rộng, một tàu chở dầu treo cờ Na Uy đã bị tấn công bằng tên lửa ở biển Đỏ ngoài khơi Yemen, một tuyến vận chuyển đường biển quan trọng. Nhóm vũ trang Houthi tại Yemen hôm nay đã nhận trách nhiệm vụ tấn công, đồng thời tuyên bố sẽ nhắm mục tiêu vào bất kỳ tàu nào hướng tới các cảng của Israel, cho đến khi nước này cho phép nhập thực phẩm và viện trợ y tế vào Gaza. Tại hội nghị diễn đàn Doha thường niên ở Qatar, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdullahian mới đây cảnh báo về nguy cơ xung đột gia tăng hơn nữa trong khi đó, Thủ tướng Qatar Anthony thừa nhận triển vọng về thỏa thuận ngừng bắn mới giữa Israel và lực lượng Hamas đang hẹp dần. Theo đài CNN ngày 12 tháng 12, giới thảo tin cho rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chuyển tiền cho lực lượng Hamas ở giải Gaza, bất chấp những lo ngại trong chính phủ của ông. Tờ The New York Times tiết lộ cụ thể hơn khi cho rằng chính phủ Israel giúp một nhà ngoại giao Qatar mang về các vali tiền vào giải Gaza, gián tiếp giúp đỡ tổ chức này Hành động chủ yếu là để giữ Hamas đủ mạnh để làm đối trọng với nhà nước Palestine ở bờ Tây. Điều này cho phép ông Netanyahu tránh một giải pháp hai nhà nước, đồng thời khiến Hamas cũng như nhà nước Palestine đều suy yếu. Kể từ khi Hamas tấn công Israel hôm ngày 7 tháng 10, Qatar đã bị giới chức Israel, các chính trị gia Mỹ và một số hãng truyền thông chỉ trích vì gửi hàng trăm triệu đô la viện trợ vào Gaza. Số tiền Qatar hỗ trợ hàng tháng được nhiều người ví như là nguồn dự khí với Hamas. Qatar tuyên bố sẽ không ngừng các khoản hỗ trợ tài chính này. Ngoại trưởng Mohammed bin Abdulaziz Al Khulafi hôm ngày 11 tháng 12 nói với kênh CNN rằng chính phủ Qatar sẽ tiếp tục chuyển tiền cho Gaza nhằm hỗ trợ vùng đất như những gì họ đã làm suốt nhiều năm qua. Ông cho hay, chúng tôi sẽ không thay đổi lập trường. Nhiệm vụ của chúng tôi là giúp đỡ và hỗ trợ liên tục cho anh chị em Palestine. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện một cách có hệ thống như chúng tôi đã làm trước đây. Năm 2018, Qatar bắt đầu chuyển tiền hàng tháng cho giải Gaza. Khoảng 15 triệu đô la tiền mặt đựng trong những chiếc vali được Qatar chuyển qua lãnh thổ Israel và Gaza qua nhiều tháng đàm phán. Thủ tướng Israel vẫn bảo vệ sáng kiến này, nói rằng thỏa thuận được thực hiện với sự phối hợp của các chuyên gia an ninh để mang lại bình yên cho những ngôi làng Israel ở phía nam, đồng thời ngăn chặn thảm họa nhân đạo tại Gaza. Các quan chức chính quyền Palestine cáo buộc khoản tiền của Qatar đã gây chia rẽ giữa các phe phái ở Palestine. Thiếu tướng Amos Gilad cựu quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Israel nói với CNN rằng kế hoạch này được Thủ tướng Netanyahu ủng hộ chứ không được cộng đồng tình báo Israel ủng hộ. Một số người tin là khoản tiền có thể gây chia rẽ và làm suy yếu chủ quyền của người Palestine. Ngoài ra, còn có ảo tưởng rằng nếu cấp tiền cho Hamas, nhóm này sẽ bị thuần hóa. Theo ông Shomo Prom, người từng là Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Israel, Hamas được trao quyền thông qua khoản viện trợ đã giúp ông Netanyahu tránh phải đàm phán về một nhà nước Palestine. Cụ thể, chia rẽ ở Palestine sẽ giúp ông Netanyahu có thể tuyên bố rằng mình không có đối tác Palestine để đàm phán, nhờ đó tránh được áp lực phải đàm phán hòa bình, quá trình có thể dẫn tới việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập. Ngày 10 tháng 12, cựu thủ tướng Israel Netanyahu cho biết, sau nhiều năm bày tỏ quan ngại với chính phủ của ông Netanyahu khi còn là bộ trưởng Bộ Giáo dục, ông đã không cho Qatar chuyển tiền cho Gaza nữa khi ông trở thành thủ tướng vào năm 2021. Ông nói lý do. Tôi tin rằng đó là một sai lầm khủng khiếp khi cung cấp cho Hamas các vali chứa đầy tiền mặt này. Điều đó trực tiếp giúp họ sắp xếp để chống lại người Israel. Tại sao chúng ta lại để họ có tiền để giết chúng ta cơ chứ? Theo tờ New York Times, các khoản viện trợ tiền mặt đã dừng lại, nhưng tiền vẫn được đưa tới Gaza dưới thời ông Bennett làm thủ tướng. Theo một quan chức Israel, quan điểm giữ cho Hamas ở trạng thái suy yếu vừa phải là hoàn toàn sai lầm và Hamas chưa hề suy yếu đáng kể. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ Sencom ngày 11 tháng 12 thông báo trên mạng xã hội X rằng tàu hàng Strinda bị hư hại sau khi trúng tên lửa, song không ghi nhận thương vong. Tàu khu trục USS Mason của Hải quân Mỹ đã nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ tàu Strinda và đang hỗ trợ. Một quan chức Mỹ trước đó cho biết vụ tấn công tàu Strinda xảy ra cách eo biển Bab al-Mandab, nằm giữa Yemen và Đông Bắc Châu Phi, khoảng 111 km về phía Bắc. Eo biển này dẫn tới biển đỏ, tuyến đường quan trọng hướng tới kênh đảo Suez. Con tàu bị cháy nhưng không có thương vong. Một quan chức khác của Mỹ nói tàu Strinda có thể tự di chuyển vài giờ sau vụ tấn công. Sencom thông báo không có tàu Mỹ nào gần khu vực vào thời điểm vụ tấn công, nhưng chiếc USS Mason đã hồi đáp cuộc gọi cầu cứu của Strinda và đang hỗ trợ. USS Mason là tàu khu trục của Mỹ, gần đây ngăn chặn một số máy bay không người lái UAV trong khu vực. Theo Reuters, tàu Strinda thuộc sở hữu của một công ty Na Uy, con tàu chở dầu thực vật và nhiên liệu sinh học từ Malaysia đến Venice, Ý. Chủ tịch Geir Belnitz của công ty cho biết con tàu đã tiến về một cảng an toàn và thủy thủ đoàn 22 người từ Ấn Độ không bị thương. Mỹ đang thảo luận với các nước khác nhằm lập lực lượng chuyên trách đa quốc gia để bảo vệ các tàu thương mại di chuyển qua khu vực các quan chức Mỹ đã cảnh báo rằng nước này có quyền đáp trả các cuộc tấn công của Houthi vào bất kỳ thời gian hay địa điểm nào. Lực lượng Houthi kiểm soát phần lớn khu vực bờ biển đỏ của Yemen. Houthi tuyên bố nhóm là một phần trong trục kháng chiến nhằm vào Israel và tấn công các tàu thuyền trên tuyến đường vận tải quan trọng, đồng thời phóng máy bay không người lái, tên lửa vào Israel từ khi chiến sự israel hamas bùng nổ ngày 7 tháng 10. Houthi tuyên bố sẽ nhắm mục tiêu tất cả tàu hướng tới Israel, bất kể là tàu của nước nào đồng thời cảnh báo các công ty vận tải quốc tế không giao dịch với các cảng của israel bên cạnh đó israel lần đầu áp dụng công nghệ thả dù chính xác để tiếp nước cho binh sĩ ở nam gaza khi tuyến hậu cần trên bộ gặp khó khăn theo idf đây là công nghệ giúp dù được thả xuống mặt đất bằng các thiết bị dẫn đường chính xác song không tiết lộ cụ thể đây là lần đầu tiên quân đội israel sử dụng công nghệ này để tiếp tế cho lực lượng ở giải gaza từ đầu chiến sự đồng thời cũng là lần thả hàng tiếp tế bằng dù đầu tiên cho binh sĩ trên chiến trường. Video do IDF công bố cho thấy các thùng nước được vận tải cơ C-130G Super Hercules thả xuống, phía trên mỗi thùng gắn một thiết bị phát ra ánh sáng màu tím, dường như là công cụ dẫn đường tự động, AGU của hệ thống thả dù chính xác Zipad do Mỹ chế tạo. Zipat là hệ thống thả dù thông minh của quân đội Mỹ, kết hợp dù có thể điều khiển và hệ thống điều hướng hỗ trợ bởi định vệ tinh GPS để thả hàng hóa xuống tọa độ mong muốn. Hệ thống này có 4 phiên bản tương ứng với từng mức trọng lượng hàng hóa, tối đa là 27 kg. Theo quân đội Mỹ, công nghệ này giúp vận tải cơ có thể thả hàng tiếp tế từ khoảng cách xa với hệ thống phòng không đối phương, cũng như giảm nguy cơ khối hàng hoặc người nhận bị phát hiện. Quân đội Jordani tháng trước đã thả hàng viện trợ xuống bệnh viện Al-Sifa tại Gaza City bằng hệ thống DPA vào thời điểm bệnh viện lớn nhất giải Gaza bị quân đội Israel bao vây. Thưa quý vị, trong khi giao tranh vẫn đang diễn ra ác liệt, đã đến lúc phải đánh giá sơ bộ những bên có thể thắng và thua. Tuy nhiên, xung đột càng kéo dài, vận mệnh sẽ càng dễ thay đổi tiến sĩ Abdul Khalek Abdullah, giáo sư khoa học chính trị đã nghỉ hưu ở UAE, mới đây nhận định với tờ The Nation UAE rằng cuộc chiến thảm khốc ở Gaza đang bước vào tháng thứ ba mà không có dấu hiệu giảm bớt trong thời gian tới. Israel nhanh chóng phát động một cuộc chiến tranh hủy diệt ở Gaza, khiến đến nay khoảng 17.000 người Palestine thiệt mạng, 2 phần 3 trong số đó là phụ nữ và trẻ em các cuộc không kích tự do vào các mục tiêu phi quân sự và việc sử dụng hệ thống ứng dụng trí tuệ nhân tạo đã cho phép quân đội israel thực hiện cuộc chiến tàn phá ở gaza phó tổng thư ký liên hợp quốc về các vấn đề nhân đạo martin griffith nói rằng ông chưa bao giờ thấy điều gì giống như vậy và mô tả tình hình là một cuộc thảm sát thực sự tuy nhiên trong khi giao tranh vẫn đang diễn ra ác liệt đã đến lúc phải đánh giá sơ bộ những bên có thể thắng và thua Tiến sĩ Abdullah cho rằng không cần phải nói, bên thua cuộc lớn nhất cho đến nay là Gaza, với mạng sống của 2,3 triệu người dân trở thành thảm họa không thể tưởng tượng nổi. Hamas là bên thua cuộc lớn thứ hai cho đến nay. Các cuộc tấn công của Israel đã tiêu diệt khoảng 1.000 đến 3.000 tay súng Hamas và xóa sổ nhiều kho vũ khí cũng như đường hầm dưới lòng đất của nhóm này. Hamas vẫn chưa bị đánh bại hoàn toàn, nhưng tổ chức này đã mất quyền kiểm soát phần lớn Gaza nơi có thể nằm dưới sự chiếm đóng của Israel trong nhiều năm tới. Bên thua cuộc thứ ba chắc chắn là Israel, hiện vẫn đang bị tổn thương và chia rẽ mà không có kịch bản rõ ràng khi xung đột kết thúc. Một quốc gia được cho là bất khả chiến bại về mặt quân sự, hóa ra lại không phải như vậy. Ngay cả với sự trợ giúp to lớn của Mỹ, Israel không thể tiêu diệt hoàn toàn Hamas, giải thoát các con tin hoặc đạt được thành công rõ ràng để khẳng định chính mình. Tiến sĩ Abdullah Lưu ý Israel cũng đã đánh mất nền tảng đạo đức do rất có thể đã phạm tội hủy diệt. Nước này chắc chắn đã thua trong việc giành sự ủng hộ của dư luận thế giới và bị ảnh hưởng nặng nề về mặt uy tín, rất khó khắc phục. Các cuộc biểu tình chống Israel vẫn diễn ra trên toàn thế giới. Xung đột của họ ở Gaza được mọi người cho là không cân xứng và rõ ràng là bất công. Người phát ngôn của UNICEF, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc, James Elder, mô tả cuộc giao tranh ở Gaza là hành động chống lại trẻ em. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng nằm trong số những người thua cuộc nhiều nhất. Các cuộc khảo sát cho thấy 80% người Israel kêu gọi ông Netanyahu từ chức ngay lập tức và thẳng thường đổ lỗi cho ông về thất bại ngày 7 tháng 10. Và yếu tố thất bại tiếp theo là động lực giảm thang trong khu vực. Hợp tác khu vực giữa Israel và các quốc gia Ả Rập hiện đang bị đình trệ không nên đánh giá thấp tác động tiềm tàng đối với sự ổn định của các quốc gia ôn hòa trong khu vực nếu thương vong của dân thường vượt quá giới hạn cho phép họ đang phải chịu áp lực rất lớn iran và các lực lượng ủy nhiệm của họ có thể lợi dụng cuộc xung đột ở gaza để thúc đẩy chương trình nghị sự khu vực của mình trung đông một lần nữa lại là điểm nóng tuy nhiên không phải tất cả đều bị thua do xung đột ở gaza có một vài bên có thể có lợi thế thứ nhất giữa đống đổ nát Chính nghĩa của người Palestine đang chiếm vị trí trung tâm, giải pháp hai nhà nước đang trở lại. Bên chiến thắng thứ hai trong xung đột ở Gaza, tất nhiên là Qatar, quốc gia đã củng cố vị thế của mình như một nhà đàm phán đáng tin cậy và có năng lực giữa Israel và Hamas. Nước này đã môi giới thành công một đợt tạm dừng giao tranh vì nhân đạo kéo dài 7 ngày rất cần thiết. Thỏa thuận này đã giúp giải thoát hàng trăm người Palestine, con tin và tù nhân Israel, đây rõ ràng là thành tựu đáng kể đối với Qatar. Quốc gia hiện được toàn cầu công nhận là nhà hòa giải xuất sắc. Mỹ là bên chiến thắng thứ ba, nước này đang quay trở lại các vấn đề Trung Đông một cách rầm rộ. Chắc chắn như tiến sĩ Abdullah nhận định, chủ nghĩa chống Mỹ đang ở mức cao nhất mọi thời đại trong toàn khu vực, nhưng giờ đây người ta thừa nhận rộng rãi rằng không thể làm được gì nếu không có Mỹ. Mỹ vẫn có ảnh hưởng lớn ở khu vực. Qua xung đột ở Gaza, nhận thức thông thường mới là Mỹ đã quay trở lại chứ không phải Mỹ đang rút lui. Tiến sĩ Abdullah kết luận sau khi săn phẳng phía bắc gaza cuộc bắn phá của israel vào phía nam gaza mới bắt đầu do đó danh sách người thắng và kẻ thua có thể dễ dàng thay đổi tùy theo diễn biến của xung đột vào thời điểm tất cả kết thúc những bên được cho là chiến thắng có thể lại là người thua cuộc và kẻ thua cuộc cuối cùng có thể trở thành người chiến thắng trong lịch sử nguyên tắc chung cho các cuộc xung đột là phải lường trước những điều bất ngờ và xung đột bi thảm ở gaza cũng không ngoại lệ Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant phát biểu hôm 11 tháng 12. Các tiểu đoàn Hamas ở khu vực Jabalia và Shijaya sắp bị giải tán. Số lượng tay súng đầu hàng từ những nơi này cho chúng ta thấy điều gì đang xảy ra. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Israel, những chiến binh Hamas đầu hàng đều nói họ đang thiếu vũ khí và lương thực. Ông nhận định quân đội Do Thái đang tiến gần điểm đột phá ở Bắc Giải Gaza. Quan chức này đồng thời kêu gọi các tay súng Hamas còn lại đầu hàng. CNN cho biết Ông Gallen từng đưa ra những bình luận tương tự về các bước tiến của quân đội Israel cuối tuần trước khi ông quả quyết đang nhìn thấy những dấu hiệu cho thấy Hamas bắt đầu tan rã bên trong Gaza. Ông Gallen cũng tái khẳng định mục tiêu của Tel Aviv vẫn là loại trừ hoàn toàn Hamas và quân đội Do Thái không có kế hoạch ở lại Gaza lâu dài. Trước công chúng, cả Washington và Tel Aviv đều phủ nhận rằng chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã đặt ra bất kỳ hạn chót nào để Israel kết thúc chiến dịch của họ nhưng một số nguồn tin xác nhận rằng trong chuyến thăm israel gần đây ngoại trưởng mỹ antony blinken đã nói với người israel rằng họ sẽ phải kết thúc mọi việc vào năm mới mỹ cũng yêu cầu israel nỗ lực hơn nữa để giảm bớt đau khổ của người palestine đặc biệt là ở miền nam giải gaza israel hiện vẫn đang tiếp tục tạo ra ấn tượng rằng hamas đang mất khả năng kháng cự và quân đội nước này đang kiểm soát vùng lãnh thổ rộng lớn ở giải gaza tuy nhiên israel cũng chưa thể loại bỏ ban lãnh đạo của hamas hoặc phá hủy hoàn toàn cơ sở hạ tầng của tổ chức này. IDF đã loại bỏ một số chỉ huy chiến trường cấp cao, nhưng Yahya Sinwar, thủ lĩnh chung của nhóm ở giải Gaza, cùng Muhammad Deif và Mawan Issa, chỉ huy lực lượng chiến đấu của nhóm này, cho đến nay vẫn sống sót. Các tướng lĩnh Israel đã nói từ đầu cuộc chiến rằng sẽ phải mất nhiều tháng để phá hủy mạng lưới đường hầm ở Gaza. Hơn 2 tháng sau, họ vẫn dự đoán quá trình này sẽ kéo dài hàng tháng. Nhưng họ có thể không còn thời gian số dân thường thiệt mạng tăng cao đã làm cạn kiệt sự ủng hộ của quốc tế dành cho cuộc tấn công của Israel. Giờ đây, Mỹ, đồng minh không thể thiếu của nước này cũng đang dao động. Theo tờ Economist, Mỹ được cho là đã thông báo cho Israel rằng chiến dịch quân sự của nước này ở giải Gaza cần phải kết thúc trước năm mới. Đã 9 tuần kể từ khi Israel bắt đầu tấn công giải Gaza và 6 tuần kể từ khi nước này triển khai chiến dịch trên bộ nhưng Israel cho đến nay vẫn chưa đạt được mục tiêu chính là loại bỏ khả năng quân sự của Hamas, phong trào đang cai trị giải Gaza và đứng đằng sau vụ tấn công ngày 7 tháng 10 vào Israel. Lực lượng phòng vệ Israel IDF hiện đang đẩy mạnh chiến dịch của mình. Họ đã triển khai toàn bộ sư đoàn không quân của IDF trong và xung quanh thành phố Khan Yunis, phía nam giải Gaza, nơi họ tin rằng các thủ lĩnh cấp cao của Hamas hiện đang ẩn náu. Israel cũng chưa thể loại bỏ ban lãnh đạo của Hamas hoặc phá hủy hoàn toàn cơ sở hạ tầng của tổ chức này. IDF đã loại bỏ một số chỉ huy chiến trường cấp cao, nhưng Yahya Sinwa, thủ lĩnh chung của nhóm ở giải Gaza, cùng Muhammad Deb và Mawan Issa, chỉ huy lực lượng chiến đấu của nhóm này cho đến nay vẫn sống sót. Điều đó một phần nhờ vào mạng lưới đường hầm dài hàng trăm dặm của Hamas mà Israel đã không thể phá hủy bất chấp hỏa lực và khả năng giám sát bằng máy bay không người lái. Các tướng lĩnh Israel đã nói từ đầu cuộc chiến rằng sẽ phải mất nhiều tháng để phá hủy mạng lưới đường hầm ở Gaza. Hơn 2 tháng sau, họ vẫn dự đoán quá trình này sẽ kéo dài hàng tháng. Nhưng họ có thể không còn thời gian. Số dân thường thiệt mạng tăng cao đã làm cạn kiệt sự ủng hộ của quốc tế dành cho cuộc tấn công của Israel. Giờ đây, Mỹ, đồng minh không thể thiếu của nước này đang dao động. Vào ngày 8 tháng 12, Mỹ đã phủ quyết một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở giải Gaza. Anh đã bỏ phiếu trắng. Tất cả 13 thành viên còn lại đều bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết. Sự phủ quyết của Mỹ nhấn mạnh việc Israel đã trở nên phụ thuộc như thế nào vào đồng minh chiến lược của mình về ngoại giao. Trước công chúng, cả Washington và Tel Aviv đều phủ nhận rằng chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã đặt ra bất kỳ hạn chót nào để Israel kết thúc chiến dịch của họ nhưng một số nguồn tin xác nhận rằng trong chuyến thăm Israel gần đây, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã nói với người Israel rằng họ sẽ phải kết thúc mọi việc vào năm mới. Mỹ cũng yêu cầu Israel nỗ lực hơn nữa để giảm bớt đau khổ của người Palestine, đặc biệt là ở miền nam giải Gaza. Trước đó, chính quyền của ông Biden muốn Quốc hội Mỹ phê duyệt thương vụ bán 45.000 quả đạn pháo cho xe tăng Merkava của Israel để phục vụ cuộc chiến chống lại Hamas ở giải Gaza. Theo hãng tin Reuters, thương vụ trị giá hơn 500 triệu đô la Mỹ này không nằm trong khoản bổ sung ngân sách an ninh quốc gia 110,5 tỷ đô la Mỹ mà Tổng thống Joe Biden đề xuất trước đây nhằm hỗ trợ thêm cho Ukraine và Israel. Rod Powell, cựu phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, cho hay Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đang hối thúc các ủy ban quốc hội nhanh chóng phê duyệt thương vụ. Ngoài ra, chính quyền của Tổng thống Biden đang cân nhắc sử dụng đặc quyền trong tình huống khẩn cấp thuộc Đạo luật Kiểm soát xuất khẩu vũ khí AECA để chuyển trước cho Israel 13.000 trong số 45.000 viên đạn pháo xe tăng. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng chưa được đưa ra. Một quan chức Mỹ nhận định động thái này sẽ giúp Israel chuẩn bị cho các tình huống bất ngờ do căng thẳng gia tăng trong khu vực. Các bức ảnh lan truyền trên mạng cho thấy, Israel thường xuyên triển khai xe tăng Merkava trong cuộc tấn công vào giải Gaza và ở biên giới phía nam giáp với Liban. Israel đã tiếp tục đẩy mạnh tấn công ở giải Gaza kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn với Hamas kéo dài 7 ngày kết thúc một tuần trước. Hoạt động mở rộng tấn công khiến Mỹ lo ngại và yêu cầu Israel có thêm hành động để bảo vệ dân thường. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Galan cho hay, Israel sẵn sàng thảo luận về các lựa chọn thay thế, về việc bên nào sẽ kiểm soát Gaza, miễn là đó không phải là lực lượng thù địch với Israel. Bộ trưởng Galan nói, Israel sẽ thực hiện bất kỳ biện pháp nào để tiêu diệt Hamas, nhưng chúng tôi không có ý định ở lại giải Gaza lâu dài. Chúng tôi chỉ quan tâm đến an ninh đất nước và an ninh của công dân chúng tôi dọc biên giới với Gaza. Theo ông Galan, Israel sẵn sàng đạt được thỏa thuận với nhóm chiến binh Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở Liban với điều kiện thỏa thuận đó sẽ bao gồm việc thiết lập vùng an toàn dọc biên giới và những đảm bảo thích hợp. Bộ trưởng Israel cảnh báo: "Chúng tôi có khả năng thực hiện hành động và phản ứng mang tính hủy diệt như những gì diễn ra ở Gaza. Tôi cho rằng Hezbollah đã tính đến điều đó." Israel cho biết họ sẵn sàng chiến đấu trong nhiều tháng hoặc lâu hơn để đánh bại Hamas ở Gaza. Cuộc tấn công chuyên bộ của nước này ngày càng gia tăng quy mô với nhiều cuộc không kích hơn. Qatar, quốc gia đóng vai trò hòa giải quan trọng. Cho biết, các nỗ lực ngăn chặn chiến tranh và thả tất cả con tin sẽ tiếp tục, song thiện chí thảo luận về lệnh ngừng bắn đang ngày càng xa dần. Bộ trưởng Quốc phòng Israel cũng khẳng định, lực lượng phòng vệ Israel IDF đang tiến gần hơn tới giai đoạn quyết định trong chiến dịch tấn công vào Gaza. Theo đó, các chỉ huy và thành viên Hamas chỉ còn lựa chọn duy nhất là đầu hàng hoặc sẽ bị tiêu diệt. Tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Israel được đưa ra trong bối cảnh quân đội nước này đang đẩy mạnh chiến dịch tấn công tổng lực vào giải Gaza bằng cả không quân, hải quân, pháo binh và bộ binh. Trong đó, lực lượng bộ binh đang tăng cường tấn công vào các đô thị lớn ở cả ba phân khu phía Bắc, Trung tâm và phía Nam Gaza. Một thông báo mới đưa ra của IDF khẳng định lực lượng chiến đấu của Hamas tại khu vực Bắc Gaza đã gần như sụp đổ sau khi một số lượng lớn các chiến binh Hamas đầu hàng quân đội Israel. Trong khi đó, chính quyền Palestine tại giải Gaza cho biết, chiến dịch tấn công của quân đội Israel vào Gaza đã khiến hơn 18.200 người thiệt mạng, 49.600 người bị thương, hầu hết là dân thường. Ngoài ra, hơn 305.000 ngôi nhà, tương đương 61% công trình dân sự tại giải Gaza đã bị phá hủy, khoảng 75% trong tổng số hơn 2,3 triệu cư dân tại giải Gaza đã phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn về tình hình chiến sự bên ngoài Gaza nhóm vũ trang mang tên Lực lượng Kháng chiến Hồi giáo tại Iraq vừa ra thông báo khẳng định đã tiến hành các cuộc tấn công vào hai căn cứ của quân đội Mỹ ở cả Iraq và Syria nhằm phản ứng với chiến dịch tấn công của quân đội Israel vào giải Gaza. Theo thông báo, nhóm vũ trang Iraq đã sử dụng máy bay không người lái tấn công căn cứ mắt hồ của quân đội Mỹ ở phía tây Iraq, đồng thời tiến hành phóng loạt tên lửa vào một căn cứ khác của Mỹ ở phía nam khu vực Hasake thuộc Syria. Trước đó, nhóm lực lượng kháng chiến Hồi giáo tại Iraq cũng đã nhiều lần ra tuyên bố nhận trách nhiệm thực hiện các cuộc tấn công tương tự vào các mục tiêu của Mỹ ở cả Iraq và Syria. Ở một diễn biến khác, máy bay vận tải quân sự C130 của Không quân Israel đã thả khoảng 7 tấn hàng hóa và trang thiết bị chiến đấu cho hàng trăm binh sĩ thuộc sư đoàn bộ binh số 98 đang tác chiến tại Khan Yunis, đô thị lớn nhất ở Nam Gaza. Đây là lần đầu tiên Kể từ sau cuộc chiến với lực lượng Hezbollah ở Liban năm 2006, quân đội Israel mới lại thực hiện việc chi viện cho chiến trường bên ngoài lãnh thổ nước này bằng đường hàng không. Theo giới phân tích, việc quân đội Israel buộc phải chi viện bằng đường hàng không cho chiến trường Gaza phản ánh mức độ ác liệt và phức tạp của chiến sự tại đây. Về tình hình cứu trợ nhân đạo, nhà chức trách Ai Cập thông báo vừa có thêm hơn 100 chuyến xe chở hàng cứu trợ nhân đạo quốc tế được thông quan qua cửa khẩu Rafah vào Gaza. Tính từ đầu chiến sự đến nay, Ai Cập cùng các đối tác quốc tế đã chuyển vào Gaza 11.200 tấn hàng cứu trợ nhân đạo, gồm thuốc men, lương thực, nước uống. Sân bay al Aris ở thành phố cùng tên thuộc phía bắc bán đảo Sinai của Ai Cập đã tiếp nhận tổng cộng 239 chuyến bay chở hàng cứu trợ nhân đạo quốc tế do hàng chục quốc gia trên khắp thế giới gửi đến hỗ trợ người dân Gaza. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!